Chào các bạn, đây là series làm mini studio tại nhà. Một mini studio tại nhà sẽ giúp các bạn làm các công việc sáng tạo nội dung, là business online, là dạy và học trực tuyến. Tất cả mọi thứ chỉ cần liên quan tới hình ảnh, video và livestream. Và nó không chỉ phục vụ cho cái nhu cầu cá nhân social media như là Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, mà nó còn phục vụ những nhu cầu chuyên nghiệp hơn như là quảng bá hình ảnh, sản phẩm, làm review, làm việc với food, travel, du lịch, v.v. Và nghe một cái mini studio á, chúng ta thường hay ấn tượng đó là một cái studio nhỏ chúng ta xài tạm trong thời gian giãn cách, work from home chẳng hạn. Nhưng không phải, đối với mình, việc xây dựng mini studio là một việc hết sức là nghiêm túc. Chúng ta sẽ có một cái không gian xịn, đầy đủ công năng, máy móc, thiết bị nhỏ, gọn, hiệu năng cao để làm sao chúng ta làm được công việc chúng ta hiệu quả, trôi chảy nhất và kể cả phục vụ được rất nhiều đối tượng khách hàng. Vậy thì trong cái series mini studio này, chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn camera nè, thiết bị phụ trội nè, một số thiết bị ánh sáng nè, một số thiết bị âm thanh, và cách chúng ta sơ chế hậu kỳ mọi thứ, tổ chức không gian như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay làm với mini studio tại nhà. Studio to thì chúng ta hay bừa, mà bừa thì phải dọn, là tại vì chúng ta nghĩ chúng ta có một cái diện tích to nên chúng ta sẽ mua sắm khá là nhiều thiết bị. Đó là nói về trường hợp chúng ta có tiền, chúng ta mua sắm rất là nhiều, rồi chúng ta đem mọi thứ về để nhỡ khi nào dùng thì lấy ra, còn không dùng thì thôi cứ vứt đó. Nhiều khi chúng ta vứt đó thì nó thành một đống. Rồi thì làm thì dọn ra, làm xong dọn vào. Nó tốn của bạn một thời gian, nên nhiều khi các bạn nghĩ đến câu chuyện các bạn phải dọn đồ ra, các bạn đã thấy mệt rồi. Rồi khi các bạn làm xong, các bạn mệt quá, các bạn chỉ muốn đi nghỉ thôi, các bạn để đóng đồ đó, các bạn không dọn, thì ngày hôm sau tới các bạn dọn, hoặc là lần sau các bạn dọn luôn, thì lại mệt gấp đôi nữa. Thì có việc là một studio to nó sẽ ngốn các bạn, đầu tiên nó ngốn cái thời gian dọn dẹp. Chưa kể là việc là studio to thì bạn không thể nào đặt ở nhà được. Trừ trường hợp những bạn nào mà có nhà rộng vài trăm mét vuông, các bạn có điều kiện các bạn đặt studio luôn ở nhà thì mình không nói, cái đó là trường hợp các bạn có điều kiện. Còn nếu như các bạn không có điều kiện, hoặc là bài toán kinh tế, thì chúng ta thường để studio ở một cái nơi xa xa, làm thì đi tới, làm xong đi về. Chưa kể nó phải xa để có tiền mặt bằng rẻ nữa, vậy thì chúng ta tốn thêm cái thời gian di chuyển. Cho nên cái ý tưởng mà làm một cái mini studio tại nhà nó hay ở chỗ là các bạn sẽ gần như không phải di chuyển nữa. Tất nhiên một cái mini studio nó sẽ phải hạn chế hơn một cái studio to ở một số cái hạng mục sản xuất. Đổi lại, những cái đó khi các bạn setup công năng vừa đúng với nhu cầu hàng ngày của các bạn, thay vì một studio to, các bạn có thể làm 20 thứ, nhưng mà mỗi lần làm thì setup. Còn đối với một cái studio nhỏ, các bạn có thể làm 5 thứ, 7 thứ, hay 10 thứ, ít nhất là một nửa so với cái studio to, nhưng mà mọi thứ nó luôn trong trạng thái ready, sẵn sàng. Làm, chạy ra, bật lên, làm xong, tắt máy, đi ngủ. Không phải dọn gì cả, dọn dẹp sơ sơ thôi, mất 50 phút thôi. Thì cái cảm giác làm việc nó sướng hơn rất là nhiều. Đó, cho nên khi mà bắt đầu tay vào làm một cái mini studio á, thì nó hơi phức tạp, hơi mất thời gian một chút xíu, nhưng đổi lại sau khi làm xong, cái công việc giải quyết được rất rất là nhiều thứ. Nói về độ quan trọng trong một cái mini studio thì khoảng 40% cho tới 50% cái độ quan trọng mà đến từ việc các bạn tổ chức không gian, diện tích bạn làm việc, rồi setup đèn, âm thanh, hệ thống máy tính, rồi cách DJ sao cho nó gọn gàng, và mọi thứ nó cực kỳ hợp lý so với công việc của các bạn. Nó chiếm độ quan trọng 40-50%. Còn từ 50-60%, cái mức độ quan trọng còn lại là cái chiếc camera của bạn. Bạn có một studio nhỏ thì bạn không thể mua một cái camera quá to, quá pro, thì nó sẽ ngốn cái chân máy, nó ngốn rất là đủ thứ tài nguyên. Nhưng một cái máy nhỏ thì làm sao mà các bạn mua được một cái máy nhỏ mà đầy đủ tất cả công năng? Đó mới là vấn đề. Thì ở đây mình có một cái máy nhỏ, đó là cái con Sony ZV-1. Mình mua nó là khá là tình cờ, mình cực kỳ hạnh phúc khi mình xài nó cả năm nay. Nó giải quyết công việc cho mình khá là đơn giản, và nó làm được hầu hết mọi thứ mà chiếc máy lớn có thể làm được. Nói thì nói sao ha, bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta nói tiếp câu chuyện của cái việc mà xây dựng mini studio nè. Hồi nãy chúng ta nói về độ quan trọng giữa máy ảnh và tổ chức cái không gian. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói đến câu chuyện là khi mà chúng ta bắt tay vào làm á, cái thứ tự như thế nào. Thì đầu tiên các bạn lựa được một cái máy ảnh đúng, phù hợp với nhu cầu của bạn là các bạn đã thành công được 40%.
được một cái máy ảnh đúng, nhỏ gọn cũng được, to cũng được, đúng với bạn là được, nhưng đừng phức tạp quá, đừng cố gắng đốt tiền vào nó quá. Rồi chúng ta sẽ có 40%, thì 20% tiếp theo là việc các bạn có hiểu cái máy ảnh của các bạn không, các bạn có hiểu cái camera của các bạn không, các bạn có tận dụng được hết khả năng của nó không. Nếu các bạn làm được điều đó thì các bạn có thêm 20% thành công còn lại. Tiếp theo các bạn sẽ có thêm 10% nữa nếu các bạn đi mua được đúng đồ, đúng thiết bị. Rồi, và chúng các bạn có thêm 10% nữa là cái việc tổ chức sản xuất sắp xếp. Và cuối cùng các bạn còn 20% còn lại. Cái 20% còn lại là do các bạn phải chăm chỉ, cần cù làm việc thôi. Thì trong cái mini series về cái làm cái mini studio này nè, thì mình sẽ có thể đi cùng các bạn, giúp các bạn từ việc chọn camera cho tới việc setup cái không gian làm việc như thế nào, chọn mua một số thiết bị phụ kiện, chọn mua một số thiết bị về ánh sáng, những cái đồ linh tinh hậu kỳ một chút. Tức là mình sẽ giúp các bạn cái khâu 80% đầu tiên, chọn máy nè, hiểu máy nè, tổ chức cái không gian nè, mua sắm thiết bị nè, xài máy như thế nào nè, hậu kỳ một xíu nè. Rồi, còn 20% còn lại là do các bạn phải chăm chỉ thực tập, thực hành, hiểu thấu. Các bạn xài tới đâu, không hiểu tới đâu, có thể comment hỏi mình sẽ chỉ với các bạn tiếp. Đó là cách mà chúng ta có thể làm một cái mini studio thành công. Cái video các bạn xem á là được quay trong cái mini studio của mình luôn. Thì đây là một cái không gian đặt trong căn hộ nhà mình. Thì cái khu vực này á nó chỉ có diện tích là 1m6 nhân cho 2m6 thôi. Nhưng mà nó có rất là nhiều công năng. Đầu tiên là cái góc mà các bạn đang xem là cái góc mình quay vlog, quay video review chính của mình. Rồi bên đây là sẽ có cái khu để máy tính nè, để làm tất cả mọi thứ liên quan tới hậu kỳ, chỉnh sửa ảnh này kia, kể cả nghe nhạc, giải trí. Rồi cái góc mà phía trước ở đây chính là cái góc mà chúng ta đặt máy quay, có micro, có đèn. Và bên đây cũng có một cái máy quay phụ làm webcam khi mà mình giảng bài, mình dạy học trực tuyến. Và bên đây thì chúng ta có một cái khu vực để làm chụp hình sản phẩm. Thì riêng cái khu vực chụp hình sản phẩm thì mình có thể tự tin rằng đối với một số sản phẩm vừa và nhỏ thì không thua kém bất kỳ một cái studio lớn nào, thậm chí có thể còn vượt trội hơn luôn, cực kỳ chuyên nghiệp. Và quay review sản phẩm cũng cực kỳ chuyên nghiệp luôn, nó đầy đủ chi tiết không khác gì hết. Thì việc một cái studio nhỏ có thể thay thế một cái studio lớn không? Có thể, đối với một số công việc nhất định. Chưa hết, trong cái diện tích chỉ có 1m6 nhân 2m6 thì ở phần xa là mình còn có để được một cái kho nhỏ nhỏ đựng mấy cái đồ linh tinh, một cái tủ để đựng máy ảnh, rồi một tủ đựng hồ sơ, đựng các background. Rồi phía dưới này thì để dàn máy, các đồ phụ kiện để chụp hình. Nói chung là việc tổ chức rất là gọn, và thậm chí mình còn dư hẳn một cái không gian ở phía trên này chưa làm gì cả, mà nếu như cần thiết có thể đặt một cái dàn kệ vào thì sẽ còn rất là nhiều thứ để làm với nó nữa. Thì 1m6 nhân cho 2m6, rất nhiều thứ để làm và rất là tiện nghi. Rồi các bạn có thể vừa xem hình xong các bạn cũng thấy rồi ha. Làm mini studio á, nó không phải là chỉ câu chuyện dành cho những người mới bắt đầu, những người có mục đích chuyên biệt, mà ngay cả những người làm chuyên nghiệp trong ngành sản xuất hình ảnh video lâu năm họ cũng rất là quan tâm về việc có một cái studio nhỏ ở nhà để trực tiếp sản xuất những thứ hàng ngày. Tại vì bây giờ cái nhu cầu về hình ảnh của mọi người nó cực kỳ là cao, không chỉ là việc xài hình ảnh xung quanh như là Facebook, YouTube, Instagram, TikTok này kia, mà các trang bán hàng thương mại điện tử, việc mà bán hàng cá nhân, kinh doanh cá nhân, rồi quảng bá những cái thương hiệu cá nhân nó cũng đang phát triển mạnh mẽ. Thì có một cái studio tại nhà thì giúp các bạn sản xuất hình ảnh nó đẹp nè, nhanh nè, gọn nè, và đặc biệt là nhiều. Làm social media hình ảnh phải nhiều và liên tục. Cho nên studio tại nhà luôn luôn sẵn sàng cho bất kỳ lúc nào bạn muốn sản xuất hình ảnh. Thì đó chính là cái lợi điểm, và thậm chí các em học sinh bây giờ đã ứng dụng cái chuyện sản xuất hình ảnh vào trong cái bài học bài giảng của mình. Và khi mà giãn cách thế này đó, cái việc mà học hành online livestream thì việc minh họa, ai minh họa được đẹp hơn người đó thắng. Đó, cho nên mình mới nói là cái nhu cầu mà làm mini studio vốn đã cao thì ở thời điểm hiện tại nó còn cao hơn và quan trọng hơn nữa đối với hầu hết mọi người. Bản thân mình á, mình có thể mua bất kỳ một cái camera nào mình thích để làm cái sáng tạo nội dung cá nhân.
chỉ cần nó đừng quá đắt một cách vô lý hoặc là nó quá phức tạp để đầu tư thôi. Tuy nhiên á, mình đổi qua khá là nhiều thiết bị và mình cũng chưa ưng ý lắm. Cho tới đợt năm ngoái mình đổi con RX100 Mark 6 của mình sang con Sony ZV1. Tất cả chỉ là tình cờ thôi, mình gạ đổi chơi thôi. Nhưng mà bỗng nhiên người ta chịu đổi ngang luôn. Và thế là mình có con Sony ZV1. Thì lúc đầu mình cũng không nghĩ gì đâu, nhưng mà trong cái quá trình thực tế mà xài trong suốt một năm qua thì mình có thể nói với các bạn rằng mình cực kỳ happy với lại con camera Sony ZV1 này luôn. Nó quá là nhỏ gọn, mình có thể bỏ túi, mình đem đi đâu cũng được. Mình làm được tất cả mọi thứ, nó có một sức mạnh không khác gì một chiếc máy lớn. Và nó có những cái tiện ích vừa đủ, nó giúp cho mình một mình có thể làm được những cái công việc mà cần trước đây mình cần phải có một hai người phụ, và nó đem lại một cái trải nghiệm hoàn toàn khác. Cho nên khi mà mình nhìn thấy nó và mình sẽ nghĩ rằng ok, mình sẽ xây dựng một cái mini studio dùng con Sony ZV1 này làm hạt nhân, xây xung quanh nó để có một cái không gian làm việc nó thiệt là đã. Và khi mình làm xong thì mình muốn chia sẻ với mọi người về cái cách mình làm nó như thế nào. Rồi, đó là cái chuyện mà mình lựa chọn con Sony ZV1 để làm cái series làm mini studio với ZV1. Vì mình chọn con ZV1 này để làm cái hạt nhân trong cái mini studio nên mình có trách nhiệm phải giải thích và giới thiệu cho các bạn vì sao mình happy với con máy này và nó làm được gì, nó có thể làm được những cái điều thú vị gì. Và nếu như các bạn chưa mua Sony ZV1, các bạn có thể mua rồi cùng mình xây dựng cái mini studio. Nếu không, các bạn hoàn có thể coi hết cái series mini studio này rồi các bạn đi mua con ZV1. Rồi sau đó coi lại lần hai và làm một cái của các bạn. Không sao hả? Còn thậm chí các bạn không thích, các bạn có sẵn, các bạn nói rằng các bạn có sẵn một cái máy camera khác rồi, các bạn cũng có thể coi cái series của mình rồi sau đó các bạn coi coi cái máy của các bạn so với con ZV1 này á, nó tiện hơn không? Nó xịn hơn không? Nó ngon hơn không? Nếu ngon, xài tiếp đi. Còn nếu không ngon, các bạn có thể bán cái máy đó đi. Các bạn mua con Sony ZV1, lúc đó không muộn. Thậm chí các bạn có điều kiện, các bạn mua thêm, các bạn xài cũng không muộn. Nên, ok. Mình tự tin rằng bất cứ giá nào các bạn cũng sẽ cảm thấy ok, có một chút gì đó so sánh giữa con Sony ZV1 này với cái camera mà các bạn đang có. Còn nếu chưa có, thì có thể đây sẽ là camera mà bạn sẽ muốn mua để xây dựng nên cái mini studio. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chính thức vô cái chuyện là xây dựng mini studio như thế nào bằng cách tìm hiểu coi con ZV1 này nó có cái gì.